Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 7 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 34 đề bài như sau. Hãy nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều. Để trả lời câu hỏi này, các em mở lại sách giáo khoa trang 32. Các em quan sát hình 5.6. Hình 5.6 biểu diễn vector gia tốc hướng tâm. Thì ta thấy rằng là vector này có các đặc điểm như sau. Thứ nhất là điểm đặt thì A hướng tâm đặt lên vật. Ở đây ta xét chính là cái điểm M. Về phương thì nó có phương trùng với phương của bán kính, phương ôm trùng bán kính OM. Đúng không? Chiều thì gia tốc hướng tâm luôn luôn hướng vào tâm O của quỹ đạo tròn. Dù cái điểm M này có ở đâu thì gia tốc hướng tâm cũng đều hướng vào tâm. Cuối cùng là công thức. Thì các em xem trang 133, ta có công thức tính độ lớn của gia tốc hướng tâm. A hướng tâm sẽ bằng V bình chia cho R. Với V này là tốc độ dài và R là bán kính của quỹ đạo tròn. Vậy, ta trả lời bài 7 như sau. Thứ nhất là đặc điểm. Đầu tiên là ta có điểm đặt. Thì vector gia tốc hướng tâm, đặc điểm của vector gia tốc hướng tâm của A hướng tâm, điểm đặt là đặt tại vật. Tại vật chuyển động tròn đều mà ta xét. Ý thứ hai là phương. Thì nó có phương trùng với phương của bán kính quỹ đạo. Ý tiếp theo là chiều. Vector gia tốc hướng tâm thì luôn luôn hướng vào tâm của quỹ đạo. Quỹ đạo tròn. Và cuối cùng là độ lớn. Thì gia tốc hướng tâm được tính theo công thức là V bình phương chia R. Với V là tốc độ dài, còn R là bán kính của quỹ đạo. Và đây cũng là công thức tính của gia tốc hướng tâm. Vậy công thức thì cũng trùng luôn với công thức tính độ lớn. A hướng tâm bằng V bình chia R. Và ngoài ra ta có thêm một công thức suy ra nữa là bằng R nhân omega bình phương. Với omega là tốc độ góc. Đến đây ta đã giải xong bài 7.